Hyundai Imeda Bimoto đã chính thức ra mắt Hyundai Palisade 2022 tại Malaysia, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Anson, Hàn Quốc, với hai lựa chọn động cơ, mỗi loại đều có hai cấu hình 7 hoặc 8 chỗ ngồi. Động cơ đầu tiên là loại DSN 2.2 lít 4 xi lanh sản sinh công suất 200 mã lực và mô men xoắn 440 Nm kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn. Trong khi đó, tùy chọn còn lại là động cơ xăng V6 3.8 lít làm đưa hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 295 mã lực và 355 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Có hai cách bố trí chỗ ngồi cho cả hai tùy chọn động cơ, với tùy chọn 7 chỗ ngồi có cách bố trí 2-2-3 trong đó hàng thứ hai bao gồm hai ghế riêng lẻ. Bản 8 chỗ ngồi có cách bố trí 2-3-3 với hàng ghế thứ hai và thứ ba có thể gặp lại theo tỷ lệ 60-40. với động cơ diesel và 8 chỗ ngồi có giá quy đổi khoảng 1 tỷ 790 triệu, trong khi bản 7 chỗ ngồi có giá khoảng 1 tỷ 895 triệu. Với động cơ xăng và 8 chỗ ngồi có giá bán là 1 tỷ 840 triệu, và tăng lên khoảng 1 tỷ 950 triệu cho phiên bản 7 chỗ ngồi. Các biến thể của Hyundai Palisade sẽ có các thông số kỹ thuật gần giống nhau, bao gồm đèn pha và đèn hậu LED hoàn toàn la răng hợp kim 5 chấu i 20 in, khởi động bằng nút bấm, ghế trước chỉnh điện, ghế ngồi bọc da napa, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu tự động chống chói và cửa sổ trời. Ngoài ra, xe còn được trang bị màn hình hát, cụm đồng hồ đo với màn hình hiển thị đa thông tin 7 in, màn hình cảm ứng trung tâm 8 in, kết nối Apple CarPlay không dây và kết nối Android Auto có dây, bộ sạc điện thoại không dây kỳ, hệ thống âm thanh 6 loa, camera lùi và cốp sau chỉnh điện. Paliset cũng đi kèm với bảng che nắng thủ công cho hàng ghế thứ hai, bộ chuyển số mái chèo, 4 chế độ lái, cần gạt nước tự động, cửa sổ màu cho hàng thứ hai và thứ ba. Một điểm khác biệt giữa các phiên bản 7 chỗ và 8 chỗ là việc trang bị hệ thống thông gió cho hàng ghế thứ hai ở phiên bản 7 chỗ. Tất cả các mẫu xe đều đi kèm với ghế trước chỉnh điện bao gồm ghế lái chỉnh 12 hướng và ghế hành khách chỉnh 8 hướng có sưởi và thông gió, hàng ghế thứ hai có sưởi, gương chiếu hậu có sưởi khác biệt lớn nhất giữa hai biến thể động cơ nằm ở các trang bị an toàn. Cụ thể, chỉ bản 3.8 mới có bộ chức năng hỗ trợ người lái Smart Sense của Hyundai, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, điều khiển hành trình thích ứng với chức năng Stop Go, hỗ trợ đi giữa làn, giám sát điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm khi có phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thông minh và cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển. Hệ thống an toàn 6 túi khí, kiểm soát ổn định, hỗ trợ đổ đèo, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa và nhắc nhở người ngồi phía sau là trang bị tiêu chuẩn. Xe 360 X